Nay chị hướng dẫn cái áo bông sam nha. Thân sau áo bông sam trên chất liệu thun. Cái này trên thun AT cũng được hay là số len cũng được ha. 4 chiều là được, giãn 4 chiều là được ha. Ở đây là số đo. Số đo là chiều dài là 62, 62 có dấu cộng phía sau tức là chiều dài mình đừng có may dưới 62 là được. Rồi vai là 34, tay dài ha, tay không nhúng ha. Làm 50, kích là 90, eo là 76, mông là 96, nách 1 là 38, nách 2 là 32, nách 3 là 28, cổ là 36. Nhưng mà cái nách này là vì khách của mình cái tay hơi bị ốm nha. Nếu mà thông thường cái số đo như thế này thì cái nách sẽ tầm là 39 hoặc cứng chút xíu nha. Tại vì khách mình cái tay ốm. Rồi bây giờ mình bắt đầu ha, thân sau ha. Đầu tiên mình bỏ phía trên xuống 1,5, mình gạch ngang một đường. Chị sẽ dùng thước gốc cho nên canh cho nó thẳng ha. Tiếp tục mình hạ cổ. Mình hạ cổ là 3,5. Tiếp tục kẻ một đường nữa. Rồi, mình hạ nách nha. Hạ nách thì mình đo từ đường phấn này. Mình xuống hạ nách, lấy số đo nách 1 chia 2, không trừ không cộng. Nếu chị em mình thích ôm sát thì trừ lại một tí, tức là trừ lại 5 ly một phân. Còn nếu như chị em mình thích rộng thì cứ cộng thêm một chút ha. Nhưng mà đồ thun không nên may rộng nha. Đồ thun mình nên may vừa mặt thôi. Nếu các cô mà tầm trên 65 mình hãy may rộng, còn nếu trung bình là mình cứ may vừa cho nó đẹp nha. Hạ nách chia 2, nách 38 chia 2 được 19. Ở đây mình lấy đúng nha, mình không cộng không trừ. Gạch ngang một đường tiếp theo. Rồi tới tiếp tục nữa là hạ eo. Hạ eo thì là trung bình là mình lấy cho người lớn là 13. Nếu mà bạn nào mà cái bụng nhỏ ha thì mình sẽ hạ 15 để cho nhìn thấy cái eo nó nhon, nó nhỏ vô thêm ha. Còn người người giống như là tương đương như em trở lên thì mình nên lấy hạ 13 ha. Mình kẻ ngang một đường phấn hạ eo. Rồi xong ha. Chiều dài. Chiều dài 62, mình cộng thêm 3 là 65. Mình đo chiều dài xuống 65. Cái áo của mình làm chiều dài vậy, mình cộng thêm 3 nha, chừng nữa mình lên like nhỏ hơn 3 phân nha. Chừng nữa mình lên like là từ 2 phân rưỡi đổ lại chứ không được lố 2 phân rưỡi. Bởi vì là khi mà mình cắt cái cổ áo á, chừng nữa là mình khoét cổ á, là mình khoét mình chừa đường may bên hông chứ đường này mình không có chừa, thì khi mình vô bông nó sẽ lấn xuống hết 7 ly. 5 ly 7 ly thì chừng nữa là mình sẽ lên like nó hụt 3 phân tí xíu. Rồi bắt đầu vẽ cổ. Cổ thì mình đo chiều ngang qua cổ chia 6 cộng 2. Cổ 36 chia 6 được 6 cộng 2 là được 8 ha. Mình đo ngang qua 8. Rồi xong mình sẽ dùng thước ha. Dùng thước mình vẽ vòng cổ. Rồi tiếp tục. Vai chia 2. Vai 34 chia 2 được 17. Chị em mình lấy qua 17. Cái số đo này là cỡ bằng mình đó nha, nhiều khi còn 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 nhỏ hơn mình xíu nữa đó. Mình lấy đúng 17. Xong mình hạ vai xuống. Hạ độ xéo vai xuống 2 phân. Rồi mình sẽ gạch cái đường sườn vai. Lẽ ra là mình gạch tới đây mình dừng nha. Nhưng mà mình sẽ gạch một đường dài qua rồi mình để giải thích cho mấy chị luôn để mấy chị hay hỏi em ha. Đây mấy chị hỏi em sao mà giới cho chị mỗi lần á, thì cái hạ vai là một phân, rồi lại hạ vai là 2 phân, 1,7, 1,2, 1 phẩy mấy, rồi lại 3, rồi lại 4 ha. Thì như thế này đây dễ lắm, không có gì hết mấy chị ơi. Như vậy nè, cái vai chia 2, thí dụ như em nói cái vai chị là 28 nha. Cái vai sát nách nè ha, 28 thì chị đo qua nó có 14 thôi. Đây mình chia 2 được 14. 14 là chị em mình nhìn nè, thì hạ vai xuống còn không tới 1,5 nữa. Rồi thí dụ như cái hạ vai của mình là 2 phân nè, là cái hạ vai mình 17 nè. Còn nếu hạ vai trung bình của mình nè ha, là 15,5 nè.
là hạ vai tay dúng của mình thường xuyên đó ha, thì mình hạ nửa đường của cái 3,5 nè, chị em mình nhìn đi đúng không ha. Thành ra là nếu chị em mình mang cái vai rộng ha, cái vai sệ nó càng rộng nè, cái vai mình nó rộng tới đây nè thì mình hạ tới 3,5 lần nè, mà nếu cái vai mình nó sệ hơn nữa thì mình hạ tới 4,5 lần nè, cho nên cái vai mình nó càng rộng thì hạ càng xuống. Với lại thêm nữa là chị em có ý ha, ai mà vai, bạn nào mà vai ngang thì mình gạch cái đường sườn vai này mình đá lên một tí, mà cái bạn nào vai xuôi thì mình đá xuống một tí. Rồi tới ngang kích. Kích chia 4, có thể không cộng, có thể cộng tối đa là 1. Mai cho mấy cụ lớn thì mình cộng 1 ha, còn mình mai cho mấy bạn mà trẻ thì mình không cộng ha. Ở đây thì mình mai cái áo này mình không cộng. Kích 90 mình chia 4 được 22,5, mình lấy đúng 22,5 luôn. Mình mai cho các chị mà khoảng tầm 60 hơn thì mình cộng 5 ly cũng được nha. Rồi xong mình thục vô các nách. Kích chia 10 trừ 3. Kích chia 10, kích 90 chia 10 được 9 trừ 3 thì được 6. Chị em mình đo vô 6. Còn nếu chị em mình không có chia ra như vậy thì chị em mình kích chia 10 được 9 thì chị em mình bỏ ra 3 phân, thò cây thước ra 3 phân. Đánh dấu ngay số 9. Rồi chị em mình sẽ gạch cái đường vai lên để khoét nách. Cái vai mình có dấu rồi nè ha. Rồi mình chia 2. Chia 2 cái đoạn này ra. Rồi mình sẽ dùng thước để mình khoét nách. Rồi xong ha. Tới eo. Eo thì mình lấy eo. Eo chia 4 cộng 3. Eo của mình là 76 ha. Mình chia 4 được 19 cộng 3 là 22, đo ngang qua đúng 22. Mình không có nhắm chừng nha mấy chị, mình đo mình chia hết ra mọi số cho chắc ăn là mặc vừa trong người ha. Rồi tiếp tục nữa là mình lấy ngang mông. Ngang mông chia 4 cộng 1. Nếu vải lụa thì mình cộng nhiều hơn nha. Vải lụa mình cộng nhiều hơn, mọi chỗ mình phải cộng nhiều hơn tại nó giãn ít ha. Mông chia 4 cộng 1, mông mình là 96 chia cho 4 được 24 cộng 1 là 25, mình đo ngang qua đúng 25. Đây 25 chị em mình chia ra làm 2 luôn. Rồi xong, chị em mình sẽ kẻ cái đường này xuống. Trước tiên, chị em mình kê bằng đường phấn eo, bằng đường phấn tùng áo, mình kê cái đầu thước mình cho nó ngay. Đây ha, mình kê ngay rồi. Mình xuống 15 phân, mình đánh dấu. Mình đánh một cái dấu như thế này. Rồi xong mình sẽ cho ra thêm 3 ly. Rồi chị em mình sẽ nối mấy cái đường này lại. Để mình giảm đường phấn tùm lum trên áo mình ha. Mình gạch từ eo xuống tới vị trí 3 ly. Từ vị trí 3 ly, nói 3 ly với chị em mình làm lỡ hụt cũng được chút xíu không sao nha, cho nó thon cái áo mình, nó có cái độ cong nhẹ thôi. Rồi xong, bây giờ mình bắt đầu mình vét cái lai áo lên. Mình vét cái lai áo lên là từ 1 tới 1,5. Ở đây mình vét lên non 1,5 một chút xíu. Mình sẽ kê thước mông lên, mình vét từ ngoài bìa. Mình vét cho tới cái đường chia 2 của mình. Mình dừng. Rồi ha. Bây giờ em sẽ chừa đường may mình cắt. Chừa đường may xong rồi mình vẽ đen luôn ha. Chị em thích may áo không ben thì cứ may không ben ha, không ben thì nó rộng hơn. Rồi bây giờ mình chừa đường may đây. Cái cổ áo mình chừa 7 ly. Chị em mình sẽ chừa từ bên miếng cổ ngược qua bên đây 7 ly. Rồi xong ở phía dưới đây chị em lấy ngay đường phấn. Đây mình lấy ngay đường phấn, lấy dấu qua. Rồi xong cái đường vai của mình chừa 1 phân ha. Thường là em chừa hơi cứng 1 phân một chút để cho cái áo mình nó đừng có bị yếu á. Rồi xong từ cái đường vai này mình chừa ra 1,2. Chị em mình sẽ lấy thước đặt vô. Mình đặt vô đụng đường thẳng của mình nha, để cái giọng nách của mình nó có cái độ cong mềm mại, mai ta áo vô nó mới đẹp được. Rồi ở kích thì mình chừa 1,5. Cái sườn áo mình chừa 1,5 ha.
Rồi, bây giờ mình cắt luôn. Cắt xong rồi mình vẽ bên ha. Bây giờ mình sẽ cắt ra. Đó, lúc nãy mà em nói lý do mà cái tay cái lai áo mình đó là chừng nữa mình cắt đi không có chịu đường may nè, chừng nữa mình may xuống nó sẽ phập xuống dưới nè. Rồi mình cắt cái đường sườn vai này. Cắt ngang lai luôn. Rồi mình vẽ bên luôn ha. Bên thì mình đo từ phía bên giữa lưng mình ra kích chia 10 cộng 5 ly. Đây giữa lưng mình ra kích chia 10 cộng 5 ly, kích 90 chia 10 được 9 cộng 5 ly là 9,5. 9,5 ở phía dưới đây mình đo tầm ngang cái mông mình nè ha, tầm chỗ 15 nè. Ngang qua là mông chia 10 cộng 2,5 hoặc là hơn, tức là phía dưới này luôn luôn lúc nào cũng lớn hơn phía trên này từ 1 tới 2 phân ha. Ở trên là 9,5 rồi thì ở dưới này mình sẽ là lấy 11 đi ha. 11. Mình sẽ kẻ một đường thẳng xuống. Rồi xong. Mình sẽ lấy cái vị trí ben ha, từ trên phân kích mình bỏ xuống 3 phân để mình làm cái đầu ben. Ở trên phân kích bỏ xuống 3 hoặc 2 hoặc 4 ha, tùy theo dáng người. Bạn nào mà trên đây đầy đặn quá thì mình bỏ cái ben tuột xuống xíu, bạn nào ốm thì mình đẩy xích lên ha. Rồi chiều dài của cái ben áo mình á, trung bình là từ 25 đến 30. Thì ở đây mình chọn cho khách của mình là 28,5 ha. Tại khách mình cũng hơi cao. Rồi là mình có đầu ben và ở cuối ben rồi ha. Mình hạ cái thắt lưng. Thì cái thắt lưng thì mình phải nhìn quan sát khách mình. Có nhiều vị khách á, thì cái eo suông luôn, không có thắt lưng nhiều. Có nhiều chị em mình hơi bị thấp thì mình sẽ làm cái độ eo hạ xuống chỉ là 1 phân thôi, từ 1 đến 6 ở vị trí của khách mình ha. Khách mình thì mình cho xuống 3,5. Tại vì cái mắt của chị quan sát thì chị biết là khách mình xuống 3,5 cái thắt lưng ha. Nếu chị em mình không có biết cách quan sát thì chị em mình có thể đo. Có thể đo là như thế này, chị em mình sẽ đo từ mí cổ nè. Từ mí cổ ra xuống tới thắt lưng. Lấy thước mình đo. Nè, mình đo tới cái chỗ sâu nhất của cái người khách mình á, cái chỗ phía sau mà hót vô á, bao nhiêu thì mình đo xuống bao nhiêu mình nhấn. Rồi xong mình vẽ ben luôn ha. Cái ben thì mấy đứa cưng không có vẽ ngay mí này nha, vẽ từ đường phấn hạ eo. Qua mỗi một bên là cứng 1 phân. Tức là tổng cộng là 2,5 đó. Mỗi một bên là 1,25. Rồi mấy đứa cưng sẽ dùng thước ben. Thước ben thì làm nó sẽ đẹp hơn ha. Chứ nếu mình làm thước thường thì nó sẽ không đẹp đâu. Đây chị em mình sẽ. Cái dấu màu đỏ này là cái dấu ngay cái đỉnh eo của mình ha. Chị em mình kê cái dấu đỉnh eo của mình là ngay cái đường hạ eo. Đường hạ eo 2 này nha, đường hạ eo chuẩn, đường hạ eo 2 nha. Mình sẽ kê cái dấu đỏ bằng cái đường hạ eo 2. Xong rồi mình mới khép cái đường này lại cho nó ngay ba cái dấu này lại với nhau, hai cái dấu này lại với nhau. Đó, rồi xong bây giờ thông thường là chị em mình sẽ gạch từ trên xuống. Tới kích chị em mình ý tới ha, eo chị em mình dừng. Nhưng mà ở đây không có nha, công thức của mình là phải xuống tới đường số 2 mới dừng. Rồi xong phía bên kia cũng y vậy. Mình cũng để y vậy, mình gạch lại y vậy. Rồi đổi đầu lại ha, đổi đầu cũng y vậy. Mình cắt kỹ, mình vẽ bên kỹ thì mình may sẽ đẹp ha. Rồi xong thân sau mình đã xong ha. Chị à, cho em xin nói chút xíu nha. Em xin nói chút xíu, em ghi số điện thoại em lên đây đi để chị em dễ dễ nhớ nha.
Số điện thoại của em là 0 9 3 6 1 7 3 1 7 1. Số điện thoại của em ha. Số điện thoại của em. Em với ạ. Để chị em nhiều, có nhiều chị em vô tìm số điện thoại em khó á. Thành ra em xin nhắc ha. Dạ rồi, mình kết thúc video nè.